Ôi, hello quý vị ha. Đó, xe cho thuê quý vị. Ai được thuê nè, kinh tế khó khăn đem xe ra thuê quý vị. Ai có nhu cầu trải nghiệm ra phố đi bộ ha. Xe đạp cho thuê nè quý vị, 30 phút cho quý vị. Ai có nhu cầu ra phố đi bộ chơi nha quý vị. Ok, đây, tổng cộng nhà em có mấy chiếc. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì cứ ra đây test thử nha. Xe điện á, chứ không phải xe đạp đâu, nó có đi đâu đạp. Còn pin nó nằm thân xe đó. Nè. Anh mua con này vô tuổi anh. Con này tao. Ờ. Rồi đừng có đụng vào. Có đụng đi đụng không sao. Thế anh cũng đem ra cho thuê đó. Chết cái không đủ tiền. Nó đi đâu thôi. Dạ. Tao với cổ nó vậy á, để nó gấp lại á. Chứ không phải là nó gì đâu, nhưng mà nó rất là chắc. Nhìn vậy thôi cái cổ nó chắc. Chìa khóa nữa hả? Chìa khóa. À, điện mà. Thích không? Mẫu này hơi độc. Đây giờ cũng thị trường mình cũng không có đâu. Anh mua nước ngoài. Ờ, anh mua từ nước ngoài về. Cái này nó đi được xa không anh? 25 km á, em đi tầm là 40 cây. 40 cây số. Gấp lại được. Em gấp lại được, kéo yên là em gấp đó, hồi nãy em gấp đó, hồi nãy là bóp thắng nặng á, do anh siết thắng cao quá. Chứ mà nếu mà siết thắng bình thường là không sao. Em dựng đứng lên, dựng đứng lên. Cái chiếc đó em dựng đứng lên đi, em dựng đứng lên anh chị cho em. Rồi em gạt cái tay là em thấy không, em đừng có bóp thắng nó xê dịch, em đừng có bóp ra. Rồi em kéo này xuống, kéo này em thấy cái điểm G không? Rồi. Đó, cái phụng nhúng kéo điểm G ra rồi đưa xuống. Kẹp tay anh nha. Đó, rồi bỏ xuống này kẹp tay á. Thấy chưa? Rồi, đó. Đặt chân trống đó là kiểu hình đứng em thấy không, rất là đẹp không hả? Sao mở ra thì dựng lại, gạt cái yên lại, gạt cái yên lại, rồi gạt ra, rồi kéo ra, dịnh cái đầu cổ ra kéo lại à, cái kiểu hình gấp nãy nó gạt, rồi cầm ra luôn, giật ra, rồi đó lấy lực đè xuống luôn. Em để xuống bánh luôn. Rồi, rồi, đẩy đi. Đó. Siêu tầm. Cái phanh nó nặng, cái phanh này nó mạnh nè. Cái phanh này anh siết chặt quá, hồi nãy em mới thấy là nó bị đứt cứng á, cho nên nó bóp thắng nhẹ lại. Không? Bóp thắng nhẹ lại. Đó, hồi nãy em bóp thắng nó giật lên. Giật lên rất là. À. Nếu mà đang đi được sao gặp lại thì sao? Không không mới cần gặp lại, thường nó như vậy nè, chiếc này mới hoàn chỉnh nè, còn chiếc của anh là đại, anh đã siết thắng rồi. Đây là cái em mở ra rồi bán lại cho em rồi. Vì anh có một chiếc à, bán chiếc này là của người ta mua rồi, anh lấy ra anh test thôi đó. Giật xuống, bỏ xuống. Hồi nãy á là do cái thắng này á là do anh siết cao quá, em không có bóp thắng này, em bóp thắng sau đi, hiểu không? Tại mình quen tay rồi, rồi chạy vòng qua đó.